Mê mẩn bút cao cổ nhưng phải đến 90% số lần Minh Hằng diệt mẫu giày thời thượng này, đôi chân của cô đều hóa ngắn một mẫu. Minh Hằng có một niềm đam mê bất tận dành cho những đôi bút cao cổ. Bằng chứng là trong suốt mùa lạnh vừa qua, chúng ta sẽ thấy những đôi bút thời thượng này xuất hiện dày đặc trong mọi set váy áo của Minh Hằng, và không thể phủ nhận, bút cao cổ mang đến vẻ ngoài sang chảnh, giàu có, cực ra dáng, yêu nữ hàng hiệu cho nàng huấn luyện viên The Pay. Tuy nhiên, nét sang chảnh, niềm đam mê với bút cao cổ không đồng nghĩa với việc Minh Hằng có thể chinh phục xuất sắc ai tầm này. Ở một diễn biến khác, bút cao quá gối chính là kẻ tội đồ, khiến chiều cao của Minh Hằng càng thêm khiêm tốn, còn đôi chân thì hóa ngắn một mẫu. Nguyên do là bởi nàng huấn luyện viên The Pay thường chọn những đôi bút có form dáng khá thô và lùng bùng. Điều này tạo hiệu ứng khiến đôi chân trông to hơn, ngắn hơn và tổng thể bóc dáng thêm nặng nề. Thế nhưng, ai rồi cũng sẽ tiến bộ và Minh Hằng cũng vậy. Mới đây, trong chuyến du lịch đến thiên đường giải trí của nước Mỹ Las Vegas, Minh Hằng đã khoác lên mình set đồ cực thời thượng, đẹp mắt với áo len trơn màu mix cùng quần skinny jean, bút cao cổ rồi hoàn thiện bằng áo khoác lông sang chảnh. Đáng chú ý là dù vẫn diện bút cao quá gối nhưng lần này, đôi chân của Minh Hằng bỗng được kéo dài miên man, trở thành tâm điểm của cả tấm hình. Sự thăng hạng ngoạn mục này chính là nhờ lựa chọn bút cao cổ với form dáng gọn gàng, mũi thun và có gót, cộng hưởng với chiếc quần skinny cùng tuyệt chiêu sơ vi in. Vậy là Minh Hằng đã có ngay tổng thể trang phục vừa đẹp mắt lại tôn dáng và kéo dài chân triệt để. Và rốt cuộc Minh Hằng cũng đã giác ngộ được cách diện bút cao cổ sao cho đẹp và nịnh dáng nhất rồi.